Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục nghe Hát Sli giao duyên ở lễ cấp sắc then xã Tràng Các, huyện Văn Quan. Đây là các chú ở Lục Ngạn, Bắc Giang hát Sli giao duyên với các chị gái Xuân Long. Các cô chú đến ăn cỗ mừng cho cấp sắc then Nghiêm ở xã Tràng Các. Xin mời các bạn cùng nghe. Hai chú này là ở đâu ấy chú? Bắc Giang. Hai chú Bắc Giang. Bắc Giang Lục Ngạn đấy. Hai chị gái Xuân Long. Lục Ngạn Bắc Giang. Vâng ạ, Lục Ngạn Bắc Giang. Mày cũng quay các chú ở chỗ 12 tháng 4 còn trôi, mày uống rượu đấy còn gì nữa, phải không? Chú với thằng kia hát đấy, phải không? Chú ở Lục Ngạn mà vừa hát giao lưu vừa uống chè đấy. Đây mà chú ở Lục Ngạn Bắc Giang mà. thế nữ mưa đây tạo phá lưới cả năm ba tiêu bà chê sáu chê ba tháo lưới kỳ sơ qua phải ơi số ta biết ta chưa lo nhớ chưa lo nhớ phải lỡ ta mày á tôi lao về nhìn là con mày á qua phải phải nào sao bố để dán để vào để dán có đủ thiên đường không mà mới từ trước này rồi thế là bây giờ các bạn nó chú trò tay sáng các em trên các bạn trứng rồi làm đi nhưng mà tôi không làm được đấy này chúng ta chụp đến sống chiêng mà phải tích cổ thứ à chiêng nhà này sống chiêng thì là chiêng như đấy chụp đẹp là tổ là chắc Kansa Selim Bazar Selim Bazar Lalu Jod Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tư ngưỡng người so đi. Tại giờ. Nó này nó lên tay cao nó đứng. Thế mẹ muốn đi đây hết tiền mà. Đi phước này mà. Ha mình hết tiền. Thế nên mình thích hết chứ. Nhưng mà đi đâu đi đây. bằng người mưa nó của em đó. Cháu đang tỉnh tí nhá. Theo quan video này sẽ tạm dừng tại đây. Mời các bạn đón nghe kênh chúng ta tiếp ở video lần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nhé. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.